áp sát ngay. Vẫn là những pha thoát pressing tốt của câu lạc bộ Viettel. Tuấn Tài, Khắc Ngọc, bóng được mở sang khá thoáng, không có một tình huống áp sát của cầu thủ áo vàng. Cơ hội vẫn đang diễn ra với Viettel, dứt điểm ngay. Một siêu phẩm đã được lập nên tại sân hàng đấy, quá đẹp mắt. Một pha xử lý vô cùng ấn tượng của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel, đó có vẻ là Dương Văn Hảo. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá được cú dứt điểm vừa rồi. Một sự hưng phấn ở trên sân hàng đẫy với các cổ động viên của câu lạc bộ Viettel theo dõi trận đấu này. Bàn thắng quá đẹp mắt của Dương Văn Hảo, và đúng là Huỳnh Tuấn Linh cũng không có cách nào khác. Nếu không phải Huỳnh Tuấn Linh mà là những thủ môn xuất sắc khác thì cũng sẽ đành phải bó tay trước tình huống dứt điểm này của Dương Văn Hảo mà thôi. Một bầu không khí trầm lắng của huấn luyện viên Kadisak và các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị của Hoàng Anh Gia Lai. Hãy cùng xem lại pha dứt điểm này. Một cú đá quá đẹp mắt của Dương Văn Hảo, giữ bóng để vượt qua một cầu thủ hậu vệ và sau đó là một cú dứt điểm căng về góc xa khung thành. Một tình huống làm bàn xứng đáng được theo dõi lại rất nhiều lần.